Mình sẽ giới thiệu sơ qua về cái ngôn ngữ Jigri trước nhé. Thì đầu tiên là về định nghĩa. Đầu tiên mình phải định nghĩa cái Jigri là gì đó. Sau đó thì mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng nó. Thì Jigri nó là viết tắt của từ JavaScript Query. JavaScript Query có nghĩa là một thư viện của JavaScript. Thư viện của JavaScript có nghĩa là nó bắt nguồn từ JavaScript. Nó dựa trên JavaScript, nó cũng chính là JavaScript, chỉ có điều là nó được tập hợp những tinh hoa của JavaScript xong nó viết ra ngoài thành một cái thư viện để mình chỉ dùng những cái tinh hoa này thôi. Tức là thay vì mà viết nó khoảng tầm 10 dòng JavaScript thì bây giờ chỉ cần tầm 3 dòng JQuery thôi là tác dụng tương tự. Đấy, như vậy để bạn hiểu rằng là cái ngôn ngữ Jigori của nó nhanh thế nào và nó tác dụng tốt thế nào. Tức là nó tác dụng hiệu ứng nhanh gấp đôi gấp ba lần luôn. Tác dụng của Jigori nhé là nó có thể thao tác với các cấu trúc HTML có sẵn của website và xử lý các hiệu ứng chuyển động của CSS. Tức là có hai phần trong này, một là gì nhỉ? Tác dụng với HTML. Và hai là tác dụng với cả CSS. Tác dụng là cả hai. Một cái web được tạo bởi HTML và CSS. Mà ở đây jQuery nó tác dụng đến cả hai. Nói khác thì jQuery có thể tác dụng đến toàn bộ website. Cả HTML cả CSS. Cho nên có một cách nói khác, người ta nói là jQuery nó là một đứa con lai của HTML và CSS. Vì nó sinh ra nó có hàm tương tác với cả hai phần tử này. Đây, đặc điểm thứ ba của jQuery ngoài việc là nó tác dụng với HTML và CSS là nó tự động nó tương thích với tất cả trình duyệt. Vì mục đích của jQuery sinh ra là để tương thích với tất cả trình duyệt. Đấy. Cho nên là các cái hàm được sử dụng trên jQuery là nó đã kiểm tra được cái tính tương thích với tất cả các trình duyệt như là IE, Firefox, Chrome rồi. Rồi thế là xong một định nghĩa. Thế để mà học cái khóa jQuery này thì bạn phải cần một cái số kiến thức nền. Đấy, kiến thức nền là kiến thức cơ bản ban đầu ấy. Nếu mà có kiến thức cơ bản ban đầu này thì bạn sẽ dễ dàng bạn theo được cái khóa này hơn. Đây, kiến thức nền ban đầu thì nó gồm các kiến thức về HTML, về CSS, về JavaScript và về jQuery. Về HTML thì web được tạo nên bởi HTML và CSS. HTML thì yêu cầu là bạn phải biết cơ bản về cái HTML và các thẻ cơ bản. Các thẻ cơ bản thôi. Còn lúc trong quá trình học thì mình sẽ hướng dẫn thêm. Có như mình hướng dẫn lại từ đầu, nhưng mà nếu bạn biết trước thì rõ ràng là sẽ lợi hơn rất nhiều và bạn sẽ theo kịp, không phải tua lại nhiều, nó mất thời gian. Còn nếu bạn chưa biết gì về HTML thì nên xem trước hoặc nên tự học theo trang web tên là WBarSchool. Trang web là rất nổi tiếng. Kiến thức của nó là rơi vào hàng cực kỳ chuẩn. Nó có lâu đời mà. Đấy, HTML tutorial, CSS tutorial. Đấy, hướng dẫn học HTML từ ban đầu luôn. Thì nó mình phải học qua các thẻ như thẻ ảnh, thẻ image, thẻ list, class, xong rồi layout. Nói chung học qua các cái kiến thức cơ bản về HTML. Đấy, nhất là HTML 5. Nó hơi dựa khá nhiều. Kiến thức thứ hai là kiến thức về CSS. Thì CSS thì nó có hai phiên bản là CSS 2 và CSS 3. Ở đây thì không cần phải bạn phải biết hết về các thuộc tính của CSS 3. Bởi vì là trong khóa học thì mình sẽ có phần hướng dẫn thêm để làm hiệu ứng với CSS 3. Bởi vì bây giờ jQuery trong cái web hiện đại thì jQuery nó chỉ đóng vai trò là nó thao tác với CSS3 thôi. Vì những cái chuyển động mà làm trên mã CSS3 nó sẽ nhanh hơn rất nhiều những chuyển động làm trên jQuery. Cho nên là người ta sử dụng jQuery để điều khiển CSS3 cho đúng ý thôi. Đấy. Cho nên là nếu mà bạn muốn làm được cái hiệu ứng thì tốt nhất là mình sẽ có phần hướng dẫn thêm về phần CSS3. Kiến thức số 3 là kiến thức JavaScript cơ bản. JavaScript cơ bản có nghĩa là những khái niệm liên quan đến biến và hàm là function. Biến là hàm
biến và hàm. Hàm mới là function đấy. Như vậy thì nó sẽ dễ theo kịp hơn trong video. Bởi vì là ở những hiệu ứng nâng cao thì bạn phải được phải phân tách các cái khối code thành những hàm khác nhau để tiết kiệm số dòng code. Cho nên là nếu mà bạn theo kịp thì bạn sẽ biết theory của nó ở mức độ cao hơn, bạn hiểu sâu sắc hơn. Còn không thì trong quá trình mình viết thì mình cũng giải thích kỹ hơn. Để cho các bạn nào mà chưa biết khái niệm về biến và hàm thì cũng có thể là theo kịp. Đấy. Cái khái niệm cuối cùng là khái niệm về tất cả mọi thứ trong theory sẽ được học chi tiết qua các bài tập và qua các ví dụ ở trong khóa học. Đó, như tóm lại thì mình nói xong cái phần định nghĩa và phần kiến thức nền. Nếu mà kiến thức nền này các bạn thiếu cái gì thì bạn có thể là tìm ra cái link. Ví dụ như CSS thì bạn có thể học ở trong trang cũng học trong trang Liba C luôn. Đấy, cái này đâu đống luôn. Có CSS đây này, kích vào đây này. Khởi đầu bao giờ người ta cũng đi đầu với cả Liba School. Đấy, chứ không đi linh tinh. Vì ban đầu mình như một trang giấy trắng. Không nên viết linh tinh vào xong rồi xóa đi thì nó nhầu nhĩ. Mình nên chọn là những cái kiến thức cơ bản chuẩn nhất. Thì cái trang này là trang kiến thức cơ bản chuẩn. Đấy, để viết vào cái trang giấy đấy. Nhưng khi mà viết chuẩn rồi thì mình không phải xóa ai nữa. Chứ không thì nó cứ nhòe nhòe xóa đi xóa lại, nhầm chỗ này nhầm chỗ kia thì nó lại kiến thức nó không được trong sáng, không được sạch sẽ. Học thêm tại Daliba School nhá. Đấy, cái này cũng học thêm tại Daliba School. Còn về JavaScript cơ bản thì cũng có thể học thêm tại Daliba School. JavaScript cơ bản. Đấy, nhưng mà không cần thiết lắm. Vì người ta có thể học trực tiếp lên degree mà không cần thông qua cái này. Đấy. Theo mình kinh nghiệm của mình dạy như vậy thì có thể là không cần biết cái này, nhưng có thể vẫn có thể học degree và làm rất thành thạo. Thì JavaScript cơ bản bây giờ nó cũng tương đối lỗi thời. Bạn phải biết là khoảng tầm 60% các hiệu ứng trên Google Photo sử dụng cái ngôn ngữ degree để nó viết hiệu ứng. Nó tương tác rất nhanh. Rồi, cảm ơn các bạn.